từ khi con vừa biết nói, trên môi đã vang tiếng mẹ, bên tai đã nghe tiếng mẹ, tiếng mẹ âu ơ hát ru. Từ khi con vừa đi học, con đã viết nên tiếng mẹ. Từ khi con vừa đi học, con đã biết yêu thương mẹ. Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ. Mẹ là quê hương của con, quê hương với chuối măng, với xôi nếp mòn, với đường mía lâu. Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ. Mẹ là... Quý vị ơi, mình có thể dành tràng một tràng pháo tay thật lớn dành cho 10.000 Mỹ Kim chiếc áo dài của chị Phi Nhung được không ạ? Chị Bích Tuyền, chị thương chị Phi Nhung lắm, cho nên là những cái trường hợp như thế này chị không có bao giờ bỏ qua đâu, cho nên là nhất định là chắc chắn là có sự ủng hộ chị Kim nữa kìa. Bé Phụng Đoàn vừa mới nói cho Hoài Tâm biết là nhà thiết kế Võ Việt Trung ở Việt Nam vừa gọi qua và nói gửi lời cảm ơn tới tới chị Kim cũng như là anh Gerard Williams rất là nhiều, cũng như là quý vị khán thính giả đã thương yêu và ủng hộ cho cái chiếc áo 10.000 đô này của nhà thiết kế Võ Việt Trung. Cảm ơn em rất là nhiều, bé Đoàn Phụng. Quý vị ơi, chị Kim á, cũng là người mua tặng cái bộ trang phục ngày hôm nay cho Wendy để Wendy tới với chương trình ngày hôm nay. Chị Kim á, đã ủng hộ nguyên một cái màn Super VIP mà đi có 4 người thôi. Yeah. Và có nhờ Jesse là đưa người vô ngồi cho nó đầy một cái bàn. Nên là cái tình cảm của Kim dành cho Phi Nhung nó phải nói là vô bờ bến. Thương Phi Nhung dữ lắm. Và ngoài Kim đây thì cũng có Jesse cũng có nhận được một số tiền các mạnh thường quân cũng như là các anh chị em nghệ sĩ đã gửi cho Jesse để nhờ Jesse trao lại cho tỉnh xã Giác An, cho Jesse được gửi lời cảm ơn Christine Cao gửi 300, chị Hà mợ của Hoàng Hiệp gửi 100, chị bé heo hôm nay có mặt hát cũng đã đóng góp 500 đô, Ngọc Anh, nữ ca sĩ Ngọc Anh đi Việt Nam không có thể có mặt ở đây cũng đã gửi Jesse 200 đô, chị Linda Nguyễn 100, Julie Phạm Võ từ Virginia 500 đô, anh Harry Hoàng 500 đô, chị Phương Hồng Quế 200 đô, chị Mộng Linh Nguyễn 1.000 đô, anh Rich Lighting Event mà người mà quý vị thấy làm lighting hôm nay á, cũng ủng hộ 1.000 đô, chị Ngọc Nữ của công ty Nutra Vita 3.000 đô la và công ty gửi tiền qua app Sandwave là 5.000 đô la. Và một điều đặc biệt nữa, có một người nữ ca sĩ Tracy rất là thương và rất là mến mộ chị. Khi mà Tracy gọi mời chị đó, khi mà Mạnh Quỳnh nói là bây giờ không có ca sĩ, chị với em vẫn hát. Nhưng mà chỉ trong vòng một tiếng Tracy gọi và mời được một cái dàn ca sĩ phải nói rất là hùng hậu. Cho nên Tracy gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ.